Kính chào toàn thể quý vị, quý anh chị đang xem kênh bán hàng của ô tô Femica Hải Dương. Rất là vui được gặp lại quý vị, quý anh chị ở cái video clip lần này. Em quý vị, quý anh chị nào có nhu cầu muốn mua bán, trao đổi những chiếc xe đã qua sử dụng, xe lướt thì hãy liên hệ cho salon ô tô Femica Hải Dương theo số điện thoại 0978 607 555 hoặc số 0941 337 888. Xem xe thì xem trực tiếp, trao đổi trực tiếp tại địa chỉ số nhà 100.5 đường Trường Chinh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Và tất cả những cái xe bên salon nhà em bán ra hoặc mua vào thì đều là những xe không lỗi, không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích. Thì quay về chủ đề chính ngày hôm nay, trước mặt quý vị đây là một chiếc xe Kia Cerato động cơ 1.6 số sàn. Chiếc xe này sản xuất năm 2017, đang mang biển số 99A18182 và chiếc xe này đang được Femica Hải Dương chào bán trên tất cả các trang mạng là 485 triệu, hỗ trợ vay trả góp lên đến 6-70%. Ngoại thất chiếc xe là màu đen và chủ xe đã sơn phủ cho la răng cùng màu đen tuyền. Nội thất bên trong là màu kem. Chiếc Kia Cerato 1.6 số sàn này thì tiêu hao nhiên liệu thì khoảng tầm 6,5-7 lít xăng thôi. Form dáng rất là rộng, sườn đầy đủ. Xe trang bị màn hình này, cam lùi này, điều hòa tự động hai vùng và chủ xe đã độ loa trầm. Loa trầm thì không biết có còn không, nhưng mà công tắc loa trầm vẫn còn đây. Và thêm bộ đèn nổ thông minh. Đèn nổ thất kem này. Thường thì loa trầm xe để dưới đáy ghế. Mà có nhiều chủ xe khi người ta bán xe thì người ta sẽ tháo loa trầm ra. Chiếc xe này đi được khoảng 3.8 km, 38.204 km. Xem xong cái video clip này, nếu quý vị quý chị nào muốn mua chiếc xe này, hãy nhấc máy và gọi luôn cho em số 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Xem xe trực tiếp tại địa chỉ số nhà 100.5 đường Trường Chinh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Và chiếc xe này đang được chào bán mức giá là 485 triệu.